nhắc đến một trong những nhân vật được chú ý nhất cõi mạng gần đây, chắc chắn nhiều người sẽ đồng loạt gọi tên cô giáo Minh Thu. Được biết cô Minh Thu đang sống tại thành phố Vinh, Nghệ An, với công việc chính là dạy học livestream miễn phí qua Facebook và TikTok. Sau khi bất ngờ rực spotlight trên mạng xã hội, khiến không chỉ Netizen mà hàng loạt người nổi tiếng như độ Mỹ Si, Tiêu, thủ môn Đặng Văn Lâm thủ môn Bùi Tiến Dũng ở phải tò mò xem livestream thì lượng tương tác trên Tây của cô Minh Thu cũng tăng vọt. Đến thời điểm hiện tại, Tây cô giáo Minh Thu đã có gần 600k lượt theo dõi, một status xương xương cũng nhận về cả trăm nghìn lượt like, được gọi tên ở khắp mọi nơi. Cô giáo Minh Thu Vì vậy mà nhiều người không khỏi thắc mắc, tại sao một người không phải sao hạng A cũng chẳng là cầu thủ bóng đá, chỉ livestream dạy vật lý và chơi game lại thu hút nhiều sự quan tâm đến thế đây chính là đáp án. Một người đâu ông chọn combo sinh trẻ giỏi. Ngay từ ấn tượng đầu tiên, nhiều người phải thừa nhận rằng cô Minh Thu sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh xắn và ưa nhìn. Năm nay 24 tuổi, cô giáo vật lý với gương mặt tròn cùng nụ cười dạng dở này đã khiến không chỉ học sinh mà các netizen đều phải chú ý, thậm chí nhiều người xem qua màn hình livestream còn thấy hào hứng chứ đừng nói được cô Minh Thu trực tiếp giảng dạy. Không dừng lại ở đó cô minh thu còn được biết đến là người có nền tảng vững vàng trước đây cô từng là học sinh chuyên lý của trường trung học phổ thông chuyên đại học vinh sau đó tiếp tục theo học ngành sư phạm vật lý tại trường đại học sư phạm hà nội ảnh sống ảo đăng phay của cô minh thu cô minh thu lúc dạy học hai khoản nói năng thì lưu loát miễn bàn ngoài phần hình phần tiếng cũng là một lý do giúp cô minh thu ghi điểm trong lòng dân mạng nếu không dạy học thì mỗi ngày cô đều dành thời gian livestream chơi game, trò chuyện với mọi người. Mà không chỉ nói kiến thức đơn thuần, cô giáo vật lý này còn pha trò, gây cười giúp cho buổi livestream không bị nhàm chán. Mỗi ngày, cô Minh Thu đều dành thời gian livestream, trò chuyện với mọi người. Ngoài livestream dạy học hay chơi game, cô Minh Thu còn không ngại tâm sự chuyện đời mình. 300 tương tác và chiều lòng dân mạng một trong những bí quyết làm nên và duy trì độ hot của cô Minh Thu chính là tính cách hài hước, cực chăm tương tác và triều lòng dân mạng. Sau mỗi buổi livestream, dù thời gian đã rất muộn nhưng cô vẫn đăng status cảm ơn mọi người, tranh thủ comment qua lại với dân mạng. Ấy thế mà vẫn chưa hết, cô Minh Thu còn lập cả group fan cho những người yêu quý mình để tương tác được thuận tiện và dễ dàng hơn. Bảo sao dân mạng lại nườm nượp đổ về tay của cô giáo vật lý này nhỉ? cảm ơn dân mạng sau khi livestream. Lập gờ rứt cho fan. Sáng chưa chiều tối gì thì cô Minh Thu cũng tranh thủ hỏi thăm, chào hỏi dân mạng. bốn Không chỉ giỏi mà thính cũng đỉnh của chót. Cơ mà con ác chủ bài trong số những lý do hot hòn học của cô Minh Thu chính là khoảng thả thính. Thay vì câu đơn giản tớ thích cậu như thường thấy, cô giáo Minh Thu lại rắc thính bằng cách sử dụng kiến thức vật lý. Tăng thêm 10 phần ấn tượng, cũng đủ cho các biết mình học giỏi cỡ nào nhé. vừa thả thính vừa học thế này thì học sinh nào mà chẳng mê nhỉ. một màn thả thính đi vào lòng người khác. và cô giáo vật lý vẫn nhiều lần khẳng định mình đang độc thân nhé. năm lan tỏa sự năng động, vui vẻ của một giáo viên gen z. nếu như các thầy cô giáo thường gắn với sự nghiêm túc, thì cô Minh Thu đã đem đến một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ, cực kỳ năng động, vui vẻ và trẻ trung của gen z về tuổi tác. Cô Minh Thu sinh năm 1997, là một Gen Z điển hình. Về phong cách và những chia sẻ của cô trên mạng xã hội thì lại càng hài hước, sáng tạo đúng chất Gen Z. Chính bản thân cô Minh Thu cũng xác định phương hướng này ngay từ đầu. Bằng chứng cụ thể là phần bio TikTok của cô giáo này là học vật lý thế hệ Gen Z, biến môn vật lý trở nên gần gũi hơn với học sinh. Cô Minh Thu thường xuyên lan tỏa sự trẻ trung, hài hước khó đỡ của mình